Hello, xin chào tất cả các em nha. Là thầy Duy đây. Thì hôm nay ngày 12 tháng 1 năm 2022, thầy xin gửi đến các em một cái câu đồ thị có hình bông dụ, được không ạ? Đồ thị này là một cái đồ thị liên hệ giữa cái hàm là u tức thời theo tích u y tức thời, được chưa? Đó. Mà tích u y tức thời hồi xưa người ta gọi là công suất tức thời ha. Rồi chúng ta đọc cái đề nè. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị U bằng U không cos omega t cộng phi U vào hai đầu đoạn mạch gồm các phần tử. Mắc nói tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch là Y bằng Y không cos omega t cộng phi Y. Yeah, phần tử gì không biết. Nói chung là độ lệch pha của hai này vẫn là một bí ẩn. Hình bên là một phần đồ thị biểu diễn giữa liên hệ giữa U và tích U Y. Khi U bằng U1. Đó mà, là khi chỗ này nè. Ở cái chỗ này. Ở thì nó hỏi là thì độ lớn của cường độ dòng điện Y là bao nhiêu? Chỗ này là cái chỗ mà người thấy là rõ ràng đây là chỗ mà tích U Y mắc, đúng không ạ? Tích U Y mắc thì nó hỏi là gì? Cái cường độ dòng điện của chỗ đó là bao nhiêu? Được chưa? Thì để tính được cường độ dòng điện của chỗ đó đó thì mình biết được một cái bổ đề, đúng không ạ? Bổ đề tích U Y mắc đó là mình sẽ có được là phi U và phi Y lúc đó nó sẽ đối pha nhau, đúng không ạ? Nó đối pha nhau. Đó. Vậy thì làm sao để gọi là sao ta? Làm sao để mình giải quyết được bài toán này? Thì chúng ta chứng minh đi review lại cái bộ đề đó một chút ha. Ok, bộ đề. Bộ đề này là bộ đề về phê bằng U nhân Y. Được chưa? Để bằng là U không nè. Cos omega t cộng đi cho phi U nhân đi cho y không cos omega t cộng đi cho phi y, hợp lý không? Rồi chúng ta nhân phân phối vô thì do phép nhân có tính kết hợp ha, thì kết hợp hai quyển này lại với nhau, u không y không lại nè, được chưa? Đó, giao hoán và kết hợp. Bây giờ hả, cos nhân cos là 1/2 đúng không ạ? Cos cộng cos trừ thì thôi thầy lệ cos trừ trước, được chưa? Đó, cộng đi cho cos cộng là cos của ô 2 omega t cộng đi cho phi u cộng đi cho phi y, đúng mà. Đó. Bây giờ đây là hàm b theo biến t, đúng mà, hàm b theo biến t. Và cái hàm b này nó rất là chú trọng cái gì? Cái độ lệch pha giữa u và y nè. Cho nên tí nữa chúng ta phải bắt buộc khai thác được độ lệch pha giữa u với y trên cái đồ thị này. Được chưa? Từ từ. Được chưa? Rồi bây giờ nghe nè, để tích u y mắc có nghĩa là b mắc á, đúng không ạ? Thì rồi thì chỗ này chỉ có một chỗ ăn theo biến t thôi, chính là cái cos vớ vẩn này, được chưa? Đó thì cái cos đó phải bằng một cos omega t cộng hai, chứ sorry, 2 omega t cộng đi cho phi u cộng đi cho phi y, được chưa? Phải bằng đi cho một, tức là ruột của cos. Được chưa? Tức là ruột của cos phải bằng mấy nhỉ? Tức là ruột của cos phải bằng 0. Chưa? Mà ruột của cos bằng 0 thì tức là omega t của mình sẽ bằng trừ phi u cộng cho phi y chia cho đôi. Được chưa? Đó. Vậy thì mình nhận xét một chút ha, lúc đó u của mình. Được chưa? Lúc đó cái u của mình á nó sẽ trở thành là u không nè, cos. Thay nguyên cái cụm omega t vô để mình coi cái pha của u á, pha của u nha, chứ không phải pha ban đầu của u lúc đó là bao nhiêu, đúng không ạ? Thì pha của u lúc đó chính là trừ phi u cộng đi cho phi y chia đi cho gì nhỉ, 2 cộng đi cho phi u, được chưa? Đó, hay nói cách khác nó sẽ là u không cos của phi u trừ phi y chia đi cho đôi, đúng không ạ? Đó. Còn pha của y thì sao? Giờ mình nhìn kỹ pha của y nè. Để có được pha của y thì mình thay vô y thôi. Y không cos, được chưa? Trừ phi u cộng phi y chia đôi. Xong rồi cộng đi cho cộng đi cho phi y nữa, đúng không ạ? Cộng phi y nữa. Chúng ta rút gọn thì chúng ta sẽ ra là y không cos phi y, đúng mà, trừ cho phi u chia đôi, được chưa? Và chúng ta thấy ha, chúng ta nhận xét một điều á là
tại cái chỗ mà U nhân Y mắc đó, đúng không ạ? Thì suy ra là pha của U nha, pha tức thời nha, cho pha của U thì nó sẽ bằng trừ đi pha của Y, đúng không ạ? Ngay lúc đó thì điều chúng ta cần là biết độ lệch pha của hai này. Chúng ta dùng hai phương trình, chúng ta sẽ tính được pha pha của Y lúc đó là cái trạng thái của Y lúc đó đó, được chưa? Pha của Y lúc đó đáng lẽ thì để là phi không này nọ thì nó ngon hơn ha. Rồi pha của Y lúc đó thì để là dấu sao đi. Cái này là toàn bộ pha nha, có nghĩa là cả cái cụm bên trong code lận, được chưa? Đó chính là kết quả của cái bộ đề, kết quả của cái bộ đề ha. Rồi bây giờ chúng ta coi độ lệch pha của hai thằng này. Nhìn một chút nha. Chúng ta phải nhìn vô những điểm đặc biệt cơ. Thì đây chúng ta có một điểm đặc biệt nè. Mọi người thấy điểm màu hồng này không? Đó. Dễ nhận thấy nè. Dễ nhận thấy. Được chưa? Đó, khi U sao? U của mình nó mắc á. U của mình nó maximum là nó là cái điểm màu hồng này nè. Đó, mà mắc thì chắc chắn là hết không rồi, đúng không ạ? Thì tích UI của mình bị bằng không. Thì từ này suy ra là Y phải bằng sao? Y phải bằng không, tại U hết không rồi. Đúng chưa? Đó, thì một thằng ở cực đại, nghe nè, một thằng tức thời đang ở cực đại, thằng tức thời kia đang ở không, thì suy ra U vuông pha V chưa? Suy ra U vuông pha V chưa? Xong, đúng không ạ? Rồi, xong nhá. Rồi bây giờ chúng ta có nè, pha của U, được chưa? Đó, luôn luôn vuông với pha Y, có nghĩa là luôn luôn, không biết thằng nào sớm hơn nha, nhưng mà chỉ biết là đó, chỉ đó hiệu bằng pi chia 2, mà chúng ta có tổng của nó bằng không nữa. Ở trạng thái đó đó, ở cái chỗ mà UI mắc á, ở cái chỗ U1 á, đúng không ạ? Đó, bằng không nữa. Vậy thì mọi người suy ra được ha, pha của Y lúc đó giờ phải bằng đi cho trừ 45, đúng không? Trừ pi chia 4, đúng không? Hợp lý chưa? Đó, pha của Y lúc đó phải bằng trừ pi chia 4. Chúng ta dễ dàng chọn lượng giác ra, được chưa? Đó, để pha của Y bằng pi chia 4 thôi. Y là ngang nè, dọc xuống là Y đạo hàm nè, được chưa? Đó, Y là ngang nè, dọc xuống là Y đạo hàm nè, không nè, y không nè, trừ y không nè, được chưa? Đó, bây giờ mình để ý một chút ha, pha của mình đang là trừ pi chia 4, là cái chỗ mà u bằng u1 á, hiểu không? Cái chỗ này nè, chỗ màu đỏ nè, u bằng u1 này nè, cái chỗ mà mắc này nè, đó, thì nó đang ở trừ pi chia 4, thì mình giống lên, đúng không ạ? Thì mình sẽ có cái y của mình lúc đó đó, y tức thời của mình lúc đó đó, y1 đi. Nó sẽ bằng y không chia đi cho căn 2, được chưa? Hay nói cách khác là độ lớn của nó bằng cũng bằng y không chia căn 2 thôi. Mà y không mà chia đi cho căn 2 thì nó chính là 1 phần đi cho căn 2 bằng 0,7, được chưa? Căn của Rồi ok. Như vậy là thầy đã giải xong cái câu đồ thị hình bông dụ ngày 12 tháng 1 năm 2022. Nếu các em thấy hay thì hãy theo dõi Facebook hoặc là YouTube để đón xem các video hấp dẫn tiếp theo. Rất cảm ơn các em.